tại nhà hàng bào ngư Nhất Phẩm, tọa lạc tại số 172 Lê Lai, phường Bến Thành, quận Nhất. Đây là set bào ngư dị phẩm dành cho hai người. Set này sẽ gồm có hai phần nước lẩu làm từ nước dừa hầm bồ câu. Và ở trên bàn sẽ có một cái bếp cảm ứng nè mọi người, rất là hay. Bây giờ thì mình sẽ thưởng thức tất cả các món ăn cho các bạn xem nha. Đây là một thố bò Úc. Thịt bò thái và mỏng và mềm. Khoan thật sự các bạn ơi. Thêm cái nữa là nước chấm pha thật sự rất là vừa miệng. Còn ở đây sẽ có bò ngư của Úc và điệp của Nhật nha. Các bạn ơi, đặc biệt là ở bào ngư Nhất Phẩm thì mình sẽ được thưởng thức cái món bào ngư Úc này với giá cực kỳ tốt luôn. Rất là ngon. Khi mà nó vừa chín tới thì nó hơi sực, chứ nó không có bị mềm nhão hay nó không có bị dai mọi người. Cực kỳ ngon luôn, rất là ngon luôn á. Mà nãy bỏ vào hai con chứ, tìm thêm một con để ăn. Hey, đúng chỉ thế nhỉ. Đây là em sò điệp Nhật, thì mình hái to hơn à. Ăn thử nha. Xung quanh cái con sò điệp chính á, có một cái phần bèo. Khác với sò điệp thường thì phần đó khá là dai, ăn rất là ngon nha mọi người. Ở đây gồm có hai con tôm càng, một phần hải sâm, một phần đậu hũ phô mai. Bây giờ mình sẽ thử lên món hải sâm nha. Đây là một món mình cũng chưa được ăn thử bao giờ. Cảm giác rất là khác lạ mọi người. Hải sâm khi mà mọi người ăn thử thì mọi người sẽ cảm thấy rất là thực. Nó giống như là gớm đấy nhưng mà nó sẽ không bị dai. Mà mọi người cắn đến đâu nó sẽ ra đến đấy nhưng mà nó vẫn thực. Tất nhiên là món lẩu này chúng ta không thể quên được món bánh đa. Cho nên bây giờ mình sẽ làm một chén bánh đa và bao gồm những thứ như rau và nấm để thưởng thức cùng nước lẩu nha. Nước lẩu làm từ nước dừa rất là thơm. Sau khi mà ăn xong thì mình cảm thấy trải nghiệm ở nhà hàng bào ngư Nhất Phẩm có những ưu điểm sau đây. Thứ nhất là từ sảnh đến phòng ăn rất là đẹp mọi người, được phục vụ rất là tận tình. Và thêm một cái là mình thích nữa là không gian rất là thoáng mát và yên tĩnh. Chỉ 550.000 một người, discount 20% từ 11 giờ đến 17 giờ là có thể thưởng thức bào ngư sò điệp. Và tất cả những cái món mà phục vụ riêng rất là đẹp mọi người. Đây khăn ướt, cho một gói khăn ướt, bạn cho coi nhé. Rất là hay ho luôn. Món ăn ở đây gồm những cái nguyên liệu rất là hảo hạng đến từ Úc, Nhật Bản, được nhập khẩu về. Ăn những món chưa từng ăn như bào ngư hải sâm rất là ngon. Và thật sự là với một mức giá rất là hợp lý cả nhà. Mọi người hãy đến với nhà hàng bào ngư Nhất Phẩm ở số 172 Lê Lai, phường Bến Thành, quận Nhất để thưởng thức những món này giống như mình nha. Và đừng quên là gọi kèm thêm một em trà vả Nhất Phẩm để thưởng thức nha. Cực kỳ ngon và không có giống ở đất khách cứ đâu hết. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.